Rồi, nội dung trong cái hệ phương trình ha. Chúng ta học bài số 2 ha. Hệ phương trình tương đương bậc nhất hai ẩn. Đây là nội dung mà chúng ta đã học ở trong bài số 3. Được chưa con? Đó là khái niệm, đó là nghiệm của hệ phương trình và hệ phương trình tương đương. Được chưa? Vậy khái niệm đó là dạng, đúng không? Nó có dạng như thế nào? Nghiệm của nó x0 y0 là một nghiệm của hệ phương trình. Và hệ phương trình thì có một nghiệm này, vô số nghiệm này, vô nghiệm mà vô số nghiệm. Hệ phương trình tương đương là hệ phương trình có cùng tập nghiệm và viết bằng chữ tương đương. Được chưa? Đây là nội dung của bài số 2. Và bây giờ chúng ta đi vô bài tập. Các dạng bài tập. Vậy thì chúng ta sẽ có bao nhiêu dạng ở trong cái bài số 2 này ha? Rồi, dạng thứ nhất đó là đoán số nghiệm của hệ phương trình. Đoán số nghiệm của hệ phương trình thì chúng ta có hai cái cách lập luận ha. Đoán số nghiệm của hệ phương trình, nếu nó cách nhau, đúng không con, thì nó có một nghiệm. Nếu nó song song thì nó vô nghiệm. Còn nếu nó trùng nhau thì nó sẽ có vô số nghiệm. Mà cách nhau, trùng nhau thì chúng ta biện luận cái gì? Chúng ta dựa vào cái hệ số của nó, đúng chưa? Cái tỷ số của hệ số của chúng nó, và chúng ta đoán, đúng không? Rồi, ở đây cô có một cái kiến thức mà chúng ta đã được học rồi. Nếu như con nhìn vô phương trình mà con thấy nó có cái dạng là y bằng ax cộng b và y bằng a phải x cộng b phải, thì các con sẽ dựa vào gì? Chúng ta sẽ dựa vào hệ số ab đó để chúng ta đoán nghiệm. Thì cái này chúng ta đã được học ở chương 2 rồi, đúng không? Nếu d cách b phải thì hệ này có một nghiệm. Khi nào? Khi a khác a phải, đúng chưa? Nếu d mà song song với d phải thì hệ này có vô số nghiệm. A bằng a phải, b bằng b phải. Còn nếu như d trùng với d phải thì hệ này có vô số nghiệm. Khi nào? Khi a bằng a phải, b bằng b phải. Con thấy hai cái này nó giống nhau không? Vô lý, đúng không? Không thể nào mà đây vô, hệ vô nghiệm, đây vô số nghiệm nó giống nhau không? Chỗ này khác nha con, chỗ này khác. Được chưa? A bằng a phải, b khác b phải. Nhưng mà không phải cái bài toán nào nó cũng cho con cái dạng này, mà thường nó ở cái dạng này. Nên là đôi khi mà cô giáo dạy xong rồi, trời ơi sao mà con cứ thấy hai cái này nó cứ nhập nhằng thế nào á. Khi con giải con thấy rất là nhập nhằng, bởi vì cái này con đã được học ở chương 2. Còn chương 3 chúng ta thì nó lại nói đến cả hệ số C nữa, đúng không? Vậy thì nếu như hệ phương trình của chúng ta không cho dạng này, được chưa, mà cho cái này, cho hệ phương trình, đúng không, thì ax cộng by bằng c, a phải x cộng b phải y bằng c phải, thì con sẽ biện luận như thế nào, đúng không? Con sẽ biện luận thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng ở đây chúng ta có kể cả hệ số c và chúng ta không bằng nhau trực tiếp bằng mình nhìn vô mình thấy luôn, mà chúng ta phải lập tỷ số, được không? Còn không á, là từ cái dạng này con phải chuyển qua dạng này thì nó mất công lắm, đúng không? Và nếu như chúng ta học cố gắng, chúng ta học thuộc được cái anh này luôn thì khỏe quá, đúng không? Khi gặp dạng này thì chúng ta biện luận này, mà nếu như gặp anh này thì chúng ta biện luận anh này, đúng không? Vậy thì bây giờ vậy, dấu cộng thứ nhất, nếu d mà cắt, nếu d mà cắt với d phải, cô dùng cái từ giao nhé, thì hệ phương trình, thì hệ phương trình vẫn phải có mấy nghiệm con? Hệ phương trình có một nghiệm, đúng chưa? Cũng có một nghiệm, nhưng mà khi nào? Khi a trên a phải khác b trên b phải. Rồi còn nếu d1 mà song song với d2, nếu d1 mà song song với d phải thì hệ phương trình có phải có một nghiệm không? Có gì? Có vô nghiệm. Hệ phương trình vô nghiệm. Vô nghiệm thì sao? Tương đương với a trên a phải, nhớ nhá, bằng nè b trên b phải nè, rồi khác nè c trên c phải, thế thôi. Cũng dễ nhớ mà. Nếu d mà trùng với d phải thì hệ này, hệ phương trình có gì? Vô số nghiệm, đúng không? Thì ở đây toàn bộ là dấu bằng hết nha lớp. A trên A phải bằng B trên B phải và bằng C
C trên C phải. Đó, toàn bộ là dấu bằng hết. Được chưa? Vậy chúng ta nắm cho cô, đôi khi cô giáo chúng ta biện luận cái này, rồi đôi khi lại nhảy qua cái này, nên đôi lúc là làm các con loạn lạc. Ô chết rồi, khi nào tôi dùng cái này? Đúng không? Học ở chương 2 thì các con chủ yếu là dùng cái này để biện luận nó song song, để biện luận nó khác nhau, hoặc là để biện luận nó trùng nhau, đúng không con? À, nhưng mà tự nhiên qua tới chương 3 là nhảy thêm cái ông C nữa. Thế là bắt đầu làm mình loạn hết cả lên. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta gặp cái phương trình này thì các con sẽ biện luận theo cái chương 2 của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta gặp toàn bộ nó ở dạng này thì con sẽ biện luận theo này. Được chưa? Còn bạn nào mà cảm thấy khó khăn quá thì nhớ cho cô này, con chuyển về hết dạng này. Được chưa? Chuyển qua hết dạng này. Bởi vì đường nào khi mà con làm bài, con gặp con trắc nghiệm thì con vẫn phải dính dạng này. Dù muốn hay không muốn con cũng phải học. Đúng chưa? Thì cái này cũng không có gì khó hết. Đúng không con? À, thay vì ở chỗ này là A khác A phải thôi thì cái này là A trên A phải khác B trên B phải. Cũng là khác. Đúng không? Còn anh này là bằng nè, khác nè. Đúng không? Còn anh này là bằng hết nè. Cũng giống như đây mà đúng không? Bằng khác nè, bằng hết nè. Thấy chưa? Nó giống nhau. Chứ nó không có khác đâu. Nhưng mà nếu nó ở dạng này thì mình làm theo đây. Còn nếu nó ở dạng này thì mình làm theo đây. Được chưa? Đó. Đường nào mình cũng làm câu trắc nghiệm. Rồi, bài số 4. Bài số 4 là thuộc dạng 1 nha con. Không cần vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi không vẽ hình, hãy cho biết số nghiệm của mỗi hệ sau đây và giải thích. Đúng không? Giải thích. Vậy thì con nhìn xem, anh này là dạng quen thuộc của mình nè. Anh này là cũng là cái dạng quen thuộc hồi nãy. Anh này là dạng gì? Anh này là dạng gì đây? Đúng không? AX cộng BY bằng C, A phẩy cộng B phẩy bằng C phẩy. Nên là đôi khi chúng ta lại cảm thấy nó khó khăn là bởi vì một là con chuyển hết về dạng 1 con làm. Đó. Hai là con chuyển qua cái kiểu của số 2 con làm. Được chưa? Thì ở đây cô sẽ tóm tắt lại cho chúng ta nha, để chúng ta dễ dàng chúng ta làm nha con. Đó. Đây là dạng gì? Đó. Nếu nó ở cái dạng này nè, y bằng ax cộng b và y bằng a phẩy x cộng b phẩy, đúng chưa con? Thì nhớ cho cô, đó, a khác a phẩy thì nó có một nghiệm rồi, còn a đúng không bằng a phẩy, b khác b phẩy thì nó vô nghiệm. Được chưa? Còn nếu a bằng a phẩy, b bằng b phẩy thì nó có vô số nghiệm. Đó, vô số nghiệm. Được chưa? Tiếp tục ax cộng by bằng c, đúng không? Được chưa? Và a phẩy x cộng b phẩy y bằng c phẩy. Được chưa? Thì có một nghiệm khi nào a trên a phẩy khác b trên b phẩy. Đây là hệ này có một nghiệm. Được chưa con? Còn nếu như mà chúng nó bằng nhau hai cái, a trên a phẩy bằng b trên b phẩy, đúng không, mà khác c trên c phẩy, thì hệ này vô nghiệm, chứ có gì đâu, đúng không? Còn một ông nữa, a trên a phẩy bằng b trên b phẩy bằng c trên c phẩy thì nó có vô số nghiệm. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta thống kê được hai cái ông này rồi, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta áp dụng vô, chúng ta làm. Cho biết số nghiệm. Vậy anh này có số nghiệm là mấy? Vậy chúng ta xác định lại nha, sắp xếp lại tí. Chúng ta chuyển về, chúng ta sắp xếp lại xíu. Y bằng trừ 2x cộng 3. Đảo lại tí cho dễ nhìn. Y bằng 3x trừ 1. Đúng chưa con? Vậy chúng ta xem thử xem. Cái ông này. Đấy. Cái anh này nè. Đó. Anh này. Khác anh này chưa? Khác rồi. Đúng không? Vậy chắc chắn cái phương trình này, hệ này có mấy nghiệm? Có 1. Đúng không? Rồi. Vậy từ đây mình sẽ thấy là
trừ 2 khác với 3, đúng không? Vậy hệ có một nghìn, hệ phương trình có một nghìn, nha con. Đó, vậy thôi, có gì đâu, đúng không? Rồi tiếp tục câu B. Câu B thì khỏe rồi, đúng không? Đây, nó sắp theo đúng mình. Đây, đây A bằng A phẩy, đúng không? B khác B phẩy, đúng chưa? Vậy hệ này sao nhỉ? Sao? À, đúng rồi, song song. Mà song song là nó có vô nghịch. Đó. Vậy từ đây mình có cái gì? Ta có, làm câu B luôn nha. Ta có cái gì? À, A bằng A phải là trừ 1 phần 2 bằng trừ 1 phần 2, đúng không con? Rồi cộng 3 dương 3 khác với trừ 1. Vậy hệ, à, về hệ phương trình, đúng không? Hệ phương trình có mấy? Đúng rồi, có. Hệ phương trình này vô, vô nghiệm. À, hệ phương trình vô nghiệm, được chưa? Vô nghiệm. Rồi tiếp câu C. Câu C thì chưa đưa dạng gì được. Thì một là con chuyển về cái anh này, à, hai là con chuyển về anh này. Vậy chuyển về anh này khỏe hơn, đúng lắm. Rồi vậy cô là chuyển về cái anh trên. Y bằng 3 phần 2 trừ 3 phần 2 x nha. Chuyển cái này qua là chia nha con. Nhân chuyển qua là chia, à, rồi. Vậy y này nó sẽ bằng 2 phần 3 x. Vậy con thấy này, ở trên, à, ở dưới khác nhau chưa? Khác, A khác A phải. Vậy hai đường thẳng này cắt nhau, đúng không? À, ta có, ta có 3 phần 2 khác với 2 phần 3. À, 3 phần 2 mà khác với 2 phần 3 thì hai đường thẳng này sẽ cắt nhau, đúng không? Cắt nhau, vậy hệ này có một nghìn. Vậy hệ phương trình có một nghìn nha con. Cô làm viết tắt ngang. Rồi câu D, câu D cũng tương tự, đúng không? Nhưng câu D là khổ nổi nó ở cái anh này. Vậy một là con chuyển nó về cái dạng kia, rồi con biện luận. Hai là con lấy ngay cái hệ số này biện luận. Được chưa? Con muốn làm cái gì? À, vậy thì cô là sẽ biện luận theo cái anh này thử xem nhé. A trên A phải là 1, 3 trên 1. Âm chia âm, A bằng nhau. Được chưa? Vậy thì mình sẽ có là gì? À, anh này, à, hoặc là con có thể viết ra tương đương như thế này nè. Con quy đồng cái này lên thì con có 3x trừ y bằng 3. Quy đồng này là 3x trừ y cũng bằng 3. À, vậy con nhìn thấy hai này nó trùng, trùng nhau. Vậy khi nó trùng nhau thì nó có gì? À, nó có vô số nghịch. Được chưa? Vậy, vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. Được chưa con? Rồi lớp ơi, tiếp ngang. Bài số 5, à, cũng là một bài mang tính chất đoán, ha. À, đoán nhận số nghiệm của các hệ phương trình sau bằng hình học. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ phải vẽ nó. Hồi nãy là chúng ta biện luận nó, ha, bây giờ chúng ta vẽ nó. Rồi, câu A. Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Đoán số nghiệm của hệ phương trình sau bằng phương pháp hình học. Có nghĩa là bây giờ cô lại sẽ vẽ, vẽ xem nó có bao nhiêu nghiệm. Và nếu như nó cắt nhau tại một nghiệm, à, nó cắt nhau thì nó có một nghiệm. Còn nó song song thì nó không có nghiệm nào, đúng không? Mà nó trùng nhau thì nó sẽ là có vô số nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta vẽ nó. Vậy vẽ nó thì thật ra chúng ta có thể cho x bằng 0, y, sau đó con vẽ nha. Rồi bây giờ cô lại vẽ câu A trước nha. Câu A vẽ. Rồi con cho nè. Để im đấy con cho luôn, con không cần phải rút, phải thế gì hết nha. Để im như vậy luôn. Y, x, dễ lắm. Đó, 0. Rồi bây giờ con cho x bằng 0. À, x bằng 0 thì nhân với cái này bằng 0, đúng chưa? Vậy trừ y bằng 1, chuyển cái này qua, đúng không? 1 chia cho trừ y, đúng không? À, trừ 1. Vậy thì y sẽ bằng trừ 1.
đây trừ 1, đây 1 điểm, được chưa? Rồi bây giờ tiếp tục cho y bằng 0. Y bằng 0 thằng này mất rồi, đúng không? Y bằng 0 thì thằng này mất rồi, vậy là 2x bằng 1. À, 2x bằng 1. Vậy x sẽ bằng 1/2, đúng không? X bằng 1/2. Vậy ở đây là 1 nè. Đúng không? Vậy là x bằng 1/2 là bằng 1 nửa nè. Đúng không? Vậy x bằng 1/2 đây. Chấm vô. Rồi con vẽ. Đây là đường thẳng thứ nhất. Đây là 1/2. Được chưa con? Đó là đường thẳng thứ nhất. Rồi tiếp. Cái anh này cũng như vậy. Cho này bằng 0. À, x bằng 0. X bằng 0 thì y bằng âm 1/2. Y bằng âm 1/2 đây. Y bằng âm 1/2. Đúng không? À, đấy, mình vẽ to lên một chút này. Để nhỏ quá. À, mình lấy số 1 bự lên một xíu. Nghe không? Mình lấy to thêm một xíu chứ. Lấy nhỏ quá mình chia phân số nó nhỏ xíu xíu à. Rồi bây giờ mình lấy to lên một chút. X bằng 1 đây. Đúng không? Lấy số 1 đây, âm 1 đây. Lấy 1 đây nó to thêm một xíu. Đúng không? Rồi bằng 1 nửa đây ha. Đây là 1/2. Rồi, 1 với 1/2 kéo một đường. Rồi, đây là đường đường thẳng. Ha, đường thẳng. À, đây là đường thẳng trên. Đúng không? Rồi, tiếp tục cho x bằng 0, y bằng âm 1/2, âm 1/2 đây. Đúng không? Đây là âm 1/2 nè. Rồi. À, y bằng 0. Bây giờ cho cái ông này bằng 0 nè. Đúng không? Bằng 0 nhân với cái này bằng 0 hết rồi. X bằng 1. X bằng 1 đây. Đó. Nối anh này qua. Cô lại vẽ bằng một cái màu khác nha. Đó, cho nó nổi lên nha. Rồi. Vậy thì hai này. Rõ ràng hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm. Vậy thì bằng cái tổng quan hình học chúng ta nhìn vào. Thì chúng ta thấy hai này cắt nhau tại một điểm. Vậy đó chính là nghiệm của hệ phương trình. Vậy hệ phương trình này có một nghiệm. À, vậy à, hệ phương trình có một nghiệm. Đó. Thôi, thế thôi. Đúng không? Tương tự như đây. À, tương tự như cái ông bên này. Các con cũng biên luận luôn nhá. Cũng cho x bằng 0. À, câu B. Câu B. Rồi, cho cái ai bằng 0. Vẽ đi, vẽ trục đi. Đó. Đó. Các con vẽ trục O Y X. Rồi. Bây giờ cho x bằng 0. Đấy. X bằng 0 là cả cái đống này bằng 0 nè. Y bằng 4. Ui, bằng 4 lớn ha. Thì chúng ta lấy xuống đây tí. 1 2 à bằng 4 là dương. Dương là ở trên này, đúng không? Âm thì mới ở dưới này, dương là trên này. 1 2 3 4. Các con lấy theo ly của các con. Rồi, 4 1 anh. Rồi bây giờ y bằng 0, y bằng 0 là cái anh này bằng 0 nè. Anh này bằng 0 thì còn lại là gì? 2x. À, 2x bằng 4. Vậy suy ra x bằng 2. Đúng chưa? Rồi, x bằng 2. 2 là bên dương là bên này. 1 2. Đúng rồi. Nối hai cái ông này lại. Đó. Nối hai ông này lại. Thì chúng ta ra được cái đường thẳng của chúng ta. Thế thôi. Rồi, nối. Đó, chúng ta ra được đường thẳng D1. Rồi, tương tự như vậy, mình cho y bằng 0. À, x bằng 0 trước đi ha. X bằng 0 thì y sẽ bằng 1. X bằng 0 y bằng 1. Chấm một phát. Rồi, bây giờ y bằng 0. Y bằng 0 thì trừ x sẽ bằng 1. Mà trừ x bằng 1 thì suy ra x bằng 1. Đúng không? X bằng 1. X bằng 1 đâu? Ô, sai. Trừ x mà bằng 1 thì x bằng trừ 1. Mà trừ 1. Trừ 1 của nó sẽ ở bên này. Giờ trừ 1. Rồi, nối hai cái điểm lại. Đây, đây là một điểm nè. À, đây là một điểm nè. Hai, nối anh này. Kéo một cái. Rồi. Vậy thì cái anh màu trắng này à, cắt với anh màu đỏ này. À, hai này lại cắt nhau đúng không? À, hai này cắt nhau tại một điểm. Vậy kết luận hệ này cũng có mấy nghiệm. À, vậy hệ phương trình cũng có một nghiệm. Dạ, yeah. Vậy hệ phương trình có một nghiệm. Xong. Đây người ta gọi là tổng quan ha. Bằng suy luận bằng phương pháp hình học. Có nghĩa là chúng ta vẽ ra
Nếu nó khác nhau thì nó có một nghiệm, còn nó song song thì nó vô nghiệm, còn nó trùng nhau thì nó có vô số nghiệm. Thế thôi, được chưa nào? Rồi tiếp chúng ta đi qua bài số 7 nha con. Cho hai cái phương trình 2x cộng y bằng 4 và 3x cộng 2y bằng 5, đúng không? Rồi câu hỏi tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên. À, tìm nghiệm tổng quát là liên quan đến bài số 1, đúng không? Tìm nghiệm tổng quát là chúng ta có 3 cách, nhưng mà chúng ta thường sử dụng cách số mấy? Cách số 2, đó là x thuộc r rút y, đúng không? À, nghe nha, tìm nghiệm tổng quát của mỗi phương trình trên. Rồi, câu B, vẽ các đường thẳng để biểu diễn tập nghiệm của hai phương trình trong cùng một hệ rồi xác định nghiệm chung. Nhớ cho cô nè, nếu như hai đường thẳng này mà nó cắt nhau thì cách tìm tọa độ giao điểm chính là tìm nghiệm chung. Được chưa con? Vậy chúng ta sẽ phân tích cái bài này trước khi chúng ta làm. Nghiệm tổng quát thì chúng ta có 3 cách để làm, nhưng cô lại nói là chúng ta thường làm là x thuộc r và rút y. Được chưa? Đây là cái cách mà chúng ta thường làm, x thuộc r và rút y, được chưa? Thứ hai, vẽ, đúng không? Vẽ hai phương trình xong rồi cùng một hệ trục tọa độ, rồi xác định nghiệm chung, đúng không? Vậy coi thử nó có bao nhiêu nghiệm chung, được không con? Nếu nó khác nhau thì nó có một, đúng không? Song song thì nó không có, còn nó trùng nhau thì nó có vô số nghiệm, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm câu A trước ha. Giỏi. Câu A sao nhỉ? Nghiệm tổng quát ha. Nghiệm tổng quát của cái phương trình này nè, phương trình 2x cộng y bằng 4, rất dễ. À, đừng có nghĩ nó khó, cực kỳ đơn giản. Rồi, mở ngoặc, x thuộc r rút y cho cô. Y bằng gì? Chuyển vế qua đây là xong, đúng không? Được chưa? Chuyển vế qua đây thường là cô cho nó nằm ở đây, không? Nó không chạy ra sau đâu nha. Chạy ra sau nhiều khi các con nhầm. Chuyển nó qua đây thì nó là trừ 2x cộng 4, thấy chưa? Đây là nghiệm tổng quát của phương trình này. Nghiệm tổng quát chấm 2 chấm. Được chưa? Một cái. Tiếp tục. Phương trình thứ hai, đó là phương trình 3x cộng cho 2y bằng 5. Phương trình này thì nghiệm tổng quát của nó sẽ là cái gì? X thuộc r luôn. Đó. Rút y. Như bà hỏi là trời tới đây rút khó lắm, đúng không? Tới đây rút khó lắm, đúng không? Thật ra không khó. Chúng ta viết số 2 ở đây. 2y chuyển cái này qua có phải là trừ không? À, từ đây mình rút nè, chỉ cho cái rút 2y nhá. Rồi chuyển cái này kêu là âm 3x nhá, cộng 5 nhá. Rồi bây giờ cái số 2 này, đúng chưa? Bỏ nó xuống này, thấy chưa? À, lau đi số 2 bên này là xong. Rồi lau đi, đúng chưa? Thì nó sẽ bằng gì? À, trừ 3/2 x cộng 5/2, thấy chưa con? À, vậy thì cái phương trình của chúng ta là bỏ số 2 chỗ này đi, đúng chưa? Bỏ số 2 chỗ đó đi thì mình sẽ ra được là, đúng không? Trừ 3/2 x cộng cho 5/2, thấy chưa? Đó là cái nghiệm tổng quát của nó, được chưa? Sau khi con rút xong rồi thì con làm gì nữa? Sau khi chúng ta rút xong rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì với nó? Rồi sau khi rút xong rồi thì chúng ta vẽ thôi, đúng không? Bài này người ta yêu cầu vẽ mà. Vậy cũng như thế, cho x bằng 0, y và sau đó phân vẽ. Và nhớ vẽ nó trong cùng một hệ trục tọa độ, được chưa con? Vậy chúng ta cân đối để chúng ta vẽ nó trong cùng một hệ trục tọa độ. Thì các con có thể biện luận bảng, hiểu không? Hoặc là các con làm giống như cô ha? Cho x bằng 0, y bằng mấy, rồi sau đó các con vẽ thôi. X nè, y nè. Rồi, bây giờ mình cho rồi mình vẽ. Vậy cho này trước nha. Cho này, đây. Rồi, biện luận đi. Ta biện luận cho nó dễ nè. X bằng 0 phải y bằng, x bằng 0 đây, mất rồi, y bằng 4, đúng không? Rồi, y bằng 0, y bằng 0 bên này bằng 0, chuyển qua đúng không? Là 2x,
4 chia cho 2 là được 2. X bằng 2. Đó. Thấy chưa con? À, rất là dễ để chúng ta có điểm để chúng ta vẽ. X bằng 0 nè, y bằng 4. 1 nấc, 2 nấc, 3 nấc, 4 nấc. Được chưa? Cô chia ở trên này thì nó không đều ha. Nhưng mà các bạn chia thì các bạn sẽ chia đều hơn. Đúng không? Rồi. À, tiếp. X y bằng 0, x bằng 2. Đây, bên này. 1 2 chúng ta chia ô ly thì nó dễ hơn. Được không con? Rồi, chúng ta kéo hai cái thằng này lại. Rồi thì chúng ta ra được cái đường thẳng thứ nhất. Đúng không? Đường thẳng thứ nhất. Đây là của đường tập nghiệm của cái đường thẳng thứ nhất hay là của cái phương trình 1 nha. Rồi tiếp tục. Anh này cũng như thế. Rồi cho x bằng 0. Y bằng mấy? Y là đúng rồi, y bằng 5/2, đúng không? 5/2. Rồi, y bằng 0. Y bằng 0. Rồi, x bằng mấy? X bằng mấy? Y bằng 0. Chuyển anh này qua đây là dương ha. À, dương. À, đây mình chuyển anh này qua đây là dương 3/2. Đây. 3/2 x bằng 5/2. Đúng không? Vậy x sẽ bằng 5/2 chia cho 3/2. Đây, bên đây là nhân chuyển qua thành chia. Chia thì bằng nhân nghịch đảo, đúng không? Vậy nó sẽ bằng 5/2 nhân cho 2/5. Còn rút gọn đi. À. 2/3, đúng không? Còn rút gọn đi thì nó sẽ ra là 5/3. Đúng không? 5/3 thì tương ứng với gần bằng 2 1, mấy ha. Rồi, bây giờ ở đây mình tách ra là 3/3 là 1, đúng không? Vậy thì 3/3 là 1 và 2/3. Nó 1,7 mấy á. Được chưa? Đây. Rồi bây giờ mình cho trước nè, x bằng 0, y bằng 5/2. 5/2 với việc là 2,5. 1 2 2,5 đây. Đây là 5/2. 1 điểm. Rồi tiếp tục. Y bằng 0, y bằng 0 đây. X bằng 5/3. Đó đây. Đó, 5/3. Rồi chúng ta nối hai cái điểm đó lại với nhau. Đúng không? Chúng ta lấy một cái màu khác để chúng ta nối nó lại. Rồi. Đó, vậy hai anh này cũng cắt nhau. Đúng chưa? Vậy cái vậy hai anh này mà cắt nhau tại một điểm thì rút ra kết luận gì? À, rồi xác định nghiệm chung của chúng. Đúng không? Đấy, chúng có một nghiệm. Đúng không? Bây giờ làm sao xác định nghiệm chung? Xác định nghiệm chung chính là con đi tìm tọa độ giao điểm của chúng. Vậy tìm tọa độ giao điểm thì quen rồi. Đúng không? Chúng ta cho hai cái phần gì bằng nhau? Chưa? Chúng ta cho cái phần x bằng nhau, dùng phương trình hoành độ giao điểm để chúng ta tìm. Vậy chứ còn chúng ta chiếu xuống đây thì nó không được chính xác nha. Ta chiếu lên, chúng ta dùng hình vẽ để chúng ta chiếu lên thì không được. Vậy cái hệ này sẽ có một nghiệm nha. Nếu như hai này mà kết hợp lại thì nó sẽ có một nghiệm chung. Được chưa nào? Rồi, hai phương trình cùng trên một trục tuyệt đối xác định nghiệm chung của chúng. Được không? Vậy hệ hai phương trình này có cùng một nghiệm chung. Vậy hai phương trình có một nghiệm chung. Rồi, bây giờ chúng ta có cần đi xác định không? Nếu mà xác định thì con giải thôi. Con dùng phương trình hoành độ giao điểm để con giải. Đó. Phương trình hoành độ giao điểm để con giải. Con cho cái phần đuôi của nó bằng nhau. Con cho cái phần anh này nè với anh này bằng nhau để con giải. Đó là trừ 2x cộng 4. Đúng chưa? Bằng âm 3/2x cộng 5/2. Được chưa? Con quy đồng mức số 2 đi. Nhân lên 2 đi. Là trừ cho 4x nè cộng 8 nè bằng 3x nè trừ 3x nè cộng 5. Chuyển cái này qua đây là trừ 4x nè cộng 3x nè bằng 5 trừ 8. Vậy ở đây mình sẽ có là trừ x bằng trừ 3, x bằng 3. Được chưa? Rồi bây giờ thay lên y. Y thì con thay lên cái nào cũng được, một trong hai. Từ đó con suy ra y luôn. Y sẽ bằng trừ 2 nhân 3 cộng 4. Vậy thì nó sẽ bằng 2 nhân cái 3 là 6. Đúng không?
6 mà cộng 4 là ra âm 2. Đúng không? Vậy cái tọa độ điểm của nó. Vậy nghiệm chung, nghiệm chung là mấy? 3 và âm 2. Nó có một nghiệm chung thôi nha. Vậy nghiệm chung của phương trình của hai phương trình là, được chưa? Vậy nghiệm chung của hai phương trình là, được chưa? Đó là 3 và -2.